áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 12, các em thân mến, chúng ta gặp lại nhau trong chương trình ôn luyện khóa nền tảng ngữ văn lớp 12. Trong bài học ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những tác phẩm khá nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nó nổi tiếng bởi vì nó vừa là một tác phẩm tiêu biểu cho quá trình mở đường của Nguyễn Minh Châu, nhưng đồng thời nó cũng tiêu biểu cho một cái giai đoạn văn học mang tính chất đổi mới của nền văn học Việt Nam. Sau đây thì thầy trò chúng ta cùng bước sang nội dung của bài văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Cái phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu vài nét về phần tác giả. Thì như chúng ta đã biết, tác giả Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn mà đã thể hiện được cái phong cách của mình, cái cách viết của mình, cũng như là cái quan niệm nghệ thuật của mình về con người, về cuộc sống vừa sâu sắc và tiến bộ. Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, mất năm 1989, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Là nhà văn quân đội, từng công tác ở nhiều nơi. Sau chiến tranh, ông về công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đây là một trong những tạp chí khá nổi tiếng, tập hợp những nhà văn vừa có tâm, vừa có tầm của nền văn học Việt Nam. Những cái tác phẩm chính của Nguyễn Minh Châu, như chúng ta thấy đó là gì ạ? Nào, Nguyễn Minh Châu, Cửa sông, Những vùng trời khác nhau, Dấu chân người lính, Người đàn bà trên chuyến tàu, Bến quê, và đặc biệt là truyện ngắn cũng là tên của một tập truyện khá nổi tiếng, Chiếc thuyền ngoài xa. Nếu có dịp, có điều kiện thì các em có thể đọc những cái văn bản này ở trên mạng. Và có thể có một cái nhận xét về nhà văn Nguyễn Minh Châu, đó là gì ạ? Nguyễn Minh Châu là cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Ông thuộc trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của văn học ta hiện nay. Thì đây là nhận xét rất là đặc sắc của nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành. Năm 2000, ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và như các em đã biết thì cái giải thưởng Hồ Chí Minh là một trong những cái giải thưởng khá là uy tín, nổi tiếng và rất là vinh dự đối với những nhà văn, những nghệ sĩ nào mà nhận được cái giải thưởng này. Chúng ta sang phần thứ hai về tác phẩm. Thì chắc chắn là các em đã đọc cái tác phẩm này kỹ rồi, đúng không? Đây là một trong những tác phẩm mang tính chất chủ lực của chương trình ngữ văn lớp 12. Và nó cũng trở thành ngữ liệu trong các cái đề thi. Và thi vào tác phẩm này cũng khá là nhiều rồi. Đấy, thì các em chú ý. Về bố cục thì chúng ta có thể chia cái văn bản này thành 3 phần, 3 đoạn, nó tương ứng với cái nội dung của nó. Phần 1, từ đầu cho đến chiếc thuyền lướt vó đã biến mất, và nội dung của nó đó là gì ạ? Đó là tác giả đã khắc họa hai cái phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Và hai cái phát hiện đó như thế nào thì chắc chắn là các em đã nắm được rồi, đúng không? Cái thứ hai, tiếp theo cho đến chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá, thì nội dung của nó đó chính là cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện. Và thông qua cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện này thì những người có liên quan và đặc biệt là bạn đọc hiểu ra rất nhiều điều, khám phá được rất nhiều điều về người đàn bà hàng chài vừa lam lũ vừa nhẫn nhục này. Và phần còn lại đó chính là cái tấm ảnh được chọn cho bộ lịch Thuyền và Biển của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, đúng không ạ? Và cái phần thứ ba còn lại đó là tấm ảnh được chọn cho bộ lịch Thuyền và Biển. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là chúng ta có thể tóm tắt cái chuyện này. Các em chú ý là cái tóm tắt là một trong những cái kỹ năng mà các em cần phải nắm được khi mà chúng ta học về văn bản văn xuôi. Tóm tắt được văn bản đó chính là cái cách mà chúng ta nắm được cái cốt truyện, đúng không ạ? Nắm được cái cốt truyện để cho dù đề thi có hỏi vào cái phần nào thì ta sẽ nắm được cái cốt truyện cũng như là cái nội dung của cái phần đó. Thế thì ở đây thì thầy sẽ cùng với các em chúng ta tóm tắt theo dưới dạng sơ đồ như sau. Coi như chúng ta kể lại cái câu chuyện này, đúng không? Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng được giao một cái nhiệm vụ, đó là đi chụp bổ sung một cái tấm ảnh. Đấy. Bổ sung một cái tấm ảnh cho cái bộ lịch của năm đó. Và nghệ sĩ Phùng đã quyết định là nhảy tàu
đi đến một cái vùng biển, ở nơi đó thì cũng có một cái người đồng đội của nghệ sĩ Phùng đang làm tòa án ở đó, đó chính là Tránh Án Đồng, đúng không? Đấy. Thế thì khi đến cái bãi biển đó trong một buổi sáng mờ sương, thì nghệ sĩ Phùng đã phát hiện ra một cái cảnh đẹp trời cho, một cảnh đắt trời cho, đúng không? Và cái phát hiện một, đây chính là cái phát hiện một chiếc thuyền kéo lưới vó đang hướng vào bờ. Trong một cái không gian mờ sương và có vài cái tia nắng hồng nó chiếu xuống, đúng không ạ? Đấy. Và người ta quan sát thấy hình ảnh những người đứng im như tượng qua những cái mắt lưới vó. Đấy, hình ảnh rất đẹp. Và lúc này thì nghệ sĩ Phùng đã làm sao ạ? Phải thốt lên, đúng không? Đấy. Đấy là lần đầu tiên trong đời mà nghệ sĩ Phùng có thể cảm nhận được, có thể thấy được một cái khung hình, một cái cảnh đẹp nó đẹp đến như vậy. Người nghệ sĩ đã làm sao ạ? Ở trong văn bản đã miêu tả như nào nhỉ? Nghệ sĩ Phùng đã kê cái chiếc máy ảnh Bratica của mình lên chiếc xe tăng, cái bánh xích của chiếc xe tăng đã cũ và chụp liên thanh, đúng không? Hết hơn nửa cuốn phim. Cái phát hiện thứ hai thì nó lại đối lập đầy nghịch lý so với cái phát hiện thứ nhất. Đó là hình ảnh bước xuống thuyền là một người đàn ông vũ phu đuổi đánh một người vợ lam lũ tần tảo. Đây là phát hiện thứ hai. Hình ảnh người chồng đang đánh vợ, đúng không ạ? Cái hình ảnh cái cán cân công lý. Đấy, nó gợi cho chúng ta hình ảnh của Tranh Án Đầu, đúng không? Tranh Án Đầu thì và tòa án và chính quyền và nhiều người khác nữa thì khuyên người đàn bà này nên bỏ chồng, nghĩa là nên ly hôn, đúng không? Bởi vì là bản thân cái người vợ này sống ở đó thì 5 ngày một trận lớn và 3 ngày một trận bé, sống với người chồng vũ phu, nhưng mà người đàn bà này thì nhất quyết không bỏ chồng, đúng không? Đọc văn bản chúng ta chắc chắn là chúng ta đã thấy không đồng ý và trình bày cái lý do, đúng không? Trình bày cái lý do. Và sau đó thì nó dẫn đến cái cuộc gặp gỡ của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện với gì ạ? Với Tranh Án Đầu và với nghệ sĩ Phùng. Cuối cùng thì nghệ sĩ Phùng khi mà mang cái tấm ảnh này về thì tấm ảnh này đã được lựa chọn, đúng không? Được treo ở rất nhiều các gia đình sành nghệ thuật. Và mỗi lần ngắm cái bức ảnh này thì người nghệ sĩ Phùng lại cảm nhận được tất cả những cái câu chuyện cuộc sống nó xảy ra ở trong đó, đúng không? Mỗi lần ngắm cái khung ảnh này thì người nghệ sĩ Phùng nhìn thấy cái màu hồng của ánh sương mai, và đặc biệt là hình ảnh người đàn bà nghèo khổ lam lũ như đang bước ra từ cái tấm ảnh đó. Thì đấy là cái phần tóm tắt, các em cần nắm được những ý chính như vậy. Chúng ta sang phần 3 là tìm hiểu hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Thế thì như ở phần tóm tắt thì các em thấy là hai cái phát hiện, đúng không? Hai cái phát hiện. Cái phát hiện thứ nhất và cái phát hiện thứ hai. Hai cái phát hiện này nó mâu thuẫn nhưng nó lại là gì ạ? Nền tảng ảnh hưởng xuyên thấu lẫn nhau. Chúng ta sẽ sang phần 3. Đó là tìm hiểu hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ở cái phát hiện thứ nhất A, các em thấy đó là người nghệ sĩ Phùng phát hiện ra một cái cảnh đẹp, đúng không? Đó là cái bức tranh một cảnh đắt trời cho, đúng không? Đấy. Cái bức tranh tàu của một danh họa thời cổ. Cái cảnh đẹp này thì đã được nghệ sĩ Phùng ví như vậy. Đấy. Nhìn ngắm nó như là một cái bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp đơn giản và toàn bích, rất tự nhiên, rất thiên nhiên. Nhưng mà cái vẻ đẹp ấy người nghệ sĩ Phùng và chỉ có con mắt của người nghệ sĩ mới cảm nhận được đầy đủ, vừa là hình thức nhưng đồng thời cũng là nội dung của nó, đúng không ạ? Đấy. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, một bức tranh diệu kỳ của thiên nhiên và cuộc sống là quà tặng quý hiếm của hóa công. Đấy. Trong chúng ta chú ý ở trong cái ngôn ngữ mà tác giả đã sử dụng. Và người nghệ sĩ Phùng cảm thấy như thế nào? Cảm thấy như thế nào ạ? Trong trái tim như có cái gì bóp thắt lại, đúng không? Đấy. Hạnh phúc khi bắt gặp cái đẹp, hạnh phúc của sự khám phá và sáng tạo. Thế thì khi con mắt của người nghệ sĩ
nhìn một cái sự vật hiện tượng nào đó, đúng không? Thì bản thân của họ thường thường là họ liên tưởng được cái nội dung xuất phát từ chính cái cảnh đẹp đó, cái sự vật, cái hiện tượng đó. Cho nên là chúng ta không phải ngạc nhiên khi thấy là gì ạ, khi thấy cái đôi mắt của người nghệ sĩ với đôi mắt của người bình thường nó lại khác xa nhau đến vậy, đúng không? Cái hình ảnh chiếc thuyền kéo lưới vó đang từ từ tiến vào bờ, sau đó là cái ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đúng không? Và người nghệ sĩ nhìn ngắm những con người trên chiếc thuyền đấy qua những cái mắt kéo lưới vó, nó rất đẹp, đúng không? Nó rất đẹp. Ta bắt gặp cái đẹp, người nghệ sĩ thấy mình như bắt gặp được cái tận thiện, tận mỹ, thấy tâm hồn mình như được thanh lọc. Đấy. Và nghệ sĩ Phùng qua phát biểu của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khẳng định điều gì ạ? Bản thân cái đẹp chính nó là đạo đức. Như vậy cái đẹp, cái cảnh đẹp thiên nhiên, cái vẻ đẹp thiên nhiên đấy, nó giúp cho con người ta có thể thanh lọc được tâm hồn, loại bỏ đi những điều xấu, những điều tham sân si, để con người ta tiến gần hơn với gì ạ? Với cái vẻ đẹp vốn có, đúng không? Đấy, bớt đi những cái buông bỏ để cuộc sống này nó bình an hơn. Đấy. Và tác giả đã đi đến một cái thừa nhận, đó là có phải chăng bản chất của cái đẹp chính là đạo đức. Và đứng trước cái vẻ đẹp thiên nhiên đó, không chỉ tâm hồn của nghệ sĩ Phùng, tâm hồn của nhà văn Nguyễn Minh Châu, và dường như tất cả mọi người đều cảm thấy, cảm nhận được cái điều đó. Ví dụ chúng ta đi tham quan, đúng không? Những cái địa danh lịch sử, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước mình, và đứng trước những cái cảnh đẹp đó, chúng ta cảm thấy rằng là làm sao ạ? Con người mình vừa như là nhỏ bé, nhưng đồng thời cái cảnh đẹp đấy, cái vẻ đẹp đấy nó cũng thẩm thấu vào tâm hồn ta. Và ta cảm nhận được một điều rằng là mình làm sao ạ? Mình muốn làm người tốt hơn, mình muốn làm người thiện hơn và sống một cuộc đời thiện lương hơn. Thì đấy chính là cái giá trị mà cái vẻ đẹp của tạo hóa, của thiên nhiên nó đã mang lại cho con người, đúng không? Và qua cảm nhận của nhà văn Nguyễn Minh Châu được phát biểu thông qua nghệ sĩ Phùng, thì ta cảm nhận một lần nữa cái điều đó, đúng không? Cái phát hiện thứ hai, cái phát hiện thứ hai đầy nghịch lý, đúng không? Đấy. Xuất phát từ cái phát hiện thứ nhất, một chiếc thuyền kéo lưới vó đang tiến vào bờ trong một khung cảnh mờ sương, và cứ ngỡ rằng bước xuống cái chiếc thuyền kéo lưới vó đấy, đẹp như mơ đấy, là một đôi trai gái nắm tay nhau dạo chơi trên bãi biển, đúng không? Nhưng cái thực tế nó lại vô cùng phũ phàng. Đó là hình ảnh người đàn ông cầm thắt lưng đuổi đánh vợ, đúng không? Vừa đánh vừa chửi, đúng không ạ? Vừa đánh vừa chửi. Và người chồng đã dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, vừa đánh vừa nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết đi cho ông nhờ." Như vậy người đàn ông vừa đánh chửi vợ, nhưng đồng thời cũng lấy vợ để chửi con: "Chúng mày chết đi cho ông nhờ." Đúng không? Ở đây chúng ta chú ý là vừa đánh vừa nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn. Thế tại sao người đàn ông vừa đánh vừa nguyền rủa, đã đành rồi nhưng mà lại nguyền rủa bằng một cái giọng rên rỉ đau đớn? Thì chắc chắn nội hàm của cuộc sống của người đàn ông này nó cũng đang chất chứa một cái điều gì đó, mà khi đi khám phá suốt chiều dài của tác phẩm thì ta sẽ phát hiện ra cái điều đó, đúng không ạ? Người đàn bà làm sao ạ? Cam chịu, nhẫn nhục, không kêu, không chống trả, cũng không chạy trốn. Bởi vì sao? Bởi vì đối với chị, đấy là một cái việc nó diễn ra thường ngày. Chị quen rồi, đúng không? Đấy. Và với một cái quyết tâm đó là gì ạ? Thà bị đánh, bị mắng, bị chửi, thà vất vả, nhưng chị nhất quyết không bỏ chồng. Cho dù tòa gọi lên 5 lần 7 lượt nhưng mà chị vẫn nhất quyết gì? Không bỏ chồng. Và cái lý do sâu xa đằng sau cái việc không bỏ chồng của người đàn bà hàng chài khốn khổ này, nó lại là cả một vấn đề mang tính chất gì? Nhân sinh cao cả, đúng không? Và thái độ của người nghệ sĩ Phùng khi chứng kiến cái cảnh đó thì thế nào? Đúng không? Kinh ngạc đến hụt hẫng. Kinh ngạc đến mức trong mấy phút đầu tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn.
Và đến lúc này thì nghệ sĩ Phùng không nghĩ ngợi nhiều, đã vứt cái chiếc máy ảnh Bratica, cái chiếc máy ảnh mà nó chứa vật báu cảnh đất trời cho đấy, xuống đất để chạy nhào tới can ngăn. Cái chi tiết này nó cũng rất đắt ở trong tác phẩm, đúng không? Cái dẫn chứng của nó đó là gì ạ? À, nghệ sĩ Phùng đã vứt, không ngần ngại vứt cái em chú ý cái chi tiết mà người nghệ sĩ Phùng đã vứt chiếc máy ảnh Bratica xuống đất để chạy nhào tới can ngăn. Và chúng ta chú ý là trong cái máy ảnh đấy nó chứa một cái vật báu trời cho. Đấy, và Nguyễn Minh Châu đã khắc họa như thế nào ạ? À, trong giây lát nghệ sĩ Phùng không nghĩ ngợi và vứt chiếc cái máy ảnh đấy xuống đất. Đấy là ở bãi biển, mà bãi biển thì chỉ có cát, đúng không? Đấy, nghệ sĩ Phùng vứt chiếc máy ảnh này xuống cát, nhưng mà Nguyễn Minh Châu thì sử dụng là từ đất. Thế thì ở đây chúng ta thấy là nghệ sĩ Phùng mặc dù là cả cuộc đời mình chắc chắn là chỉ có chụp được một cái bức ảnh đẹp như vậy, có giá như vậy thôi, đắt như vậy thôi, nhưng trước những cái gì diễn ra của cuộc sống, nghệ sĩ Phùng đã làm sao tạm quên đi cái yếu tố nghệ thuật, cái vẻ đẹp, để tiến gần đến với cuộc sống, đúng không? Và phải chăng giây phút này người nghệ sĩ mới chợt tỉnh ra rằng đây mới chính là nghệ thuật, cuộc sống kia mới chính là gốc rễ của nghệ thuật, có đúng không? Như vậy chúng ta thấy là người nghệ sĩ Phùng cũng đã không ngờ rằng đằng sau cái đẹp lại có cái sống. Và bản thân bạn đọc khi đọc đến đây đấy, cũng phát hiện ra một điều rằng là đằng sau cái vẻ đẹp thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng thì nó chất chứa một cái cuộc sống nghèo túng, khốn đốn, vất vả, nhục nhã của người đàn bà, đúng không? Như vậy chúng ta thấy từ cái chi tiết này, từ cái sự phát hiện này, cần có khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật. Nhưng nếu muốn khám phá bí ẩn bên trong cuộc đời thì phải tiếp cận với đời và sống cùng với cuộc đời. Nếu như đứng trước cái vẻ đẹp thiên nhiên đấy, người ta chỉ nhìn ngắm nó thôi thì không sao, có đúng không ạ? Chỉ nhìn ngắm cái vẻ đẹp toàn mỹ của thiên nhiên thôi thì không sao. Nhưng mà nếu người nghệ sĩ muốn đi vào đời sống, muốn khám phá đời sống với các chất liệu của nó, thì bắt buộc người nghệ sĩ phải tiếp cận nó. Và khi tiếp cận nó thì người nghệ sĩ làm sao ạ? Mới phát hiện ra được những cái bộn bề của cuộc sống, mưu sinh, cơm áo. Ví dụ như cuộc sống của người đàn bà hàng trải, chúng ta thấy điều đó, đúng không ạ? Hình ảnh, cái bức tranh, nó cứ làm sao ạ? Ám ảnh. Vậy thì cái vẻ đẹp của thiên nhiên phải chăng nó là cái vỏ bọc bên ngoài, đúng không? Đấy, và cái bản chất thực của cuộc sống chính là những cái gì đã và đang diễn ra mà người nghệ sĩ Phùng này cảm nhận được, đúng không ạ? Đấy. Và như vậy, Nguyễn Minh Châu muốn gửi đến bạn đọc một cái thông điệp, đó là gì? Đừng nhầm lẫn hiện tượng với bản chất, giữa hình thức bên ngoài với nội dung bên trong không phải bao giờ cũng thống nhất. Đấy. Đừng đánh giá con người, sự vật ở dáng vẻ bên ngoài, phải phát hiện ra bản chất thực sau vẻ ngoài đẹp đẽ của hiện tượng. Đúng không? Bởi vì là cuộc sống thì thường thường nó mang một cái vẻ gì ngụy biện. Và ta phát hiện ra cái vấn đề đó chỉ khi có sự thống nhất giữa bên ngoài và bên trong, đúng không? Nếu người nghệ sĩ chỉ đến đấy để chụp ảnh, để ngắm cảnh, thì sẽ không biết rằng là sau cái vẻ đẹp đó, sau cái bức tranh đó là một cái cuộc sống khốn khổ của những người dân hàng trải, và đặc biệt là người đàn bà hàng trải, đúng không? Chúng ta sang phần thứ tư, đó là gì ạ? Câu chuyện của người đàn bà hàng trài ở Toán huyện. Thái độ người đàn bà khi Đẩu đề nghị chị nên ly hôn. Thế thì khi tranh án Đẩu đề nghị người đàn bà này ly hôn thì người đàn bà này đã biểu hiện như thế nào, đúng không? Chúng ta chú ý cái thái độ của người đàn bà khi mà mới đến Toán huyện, diễn biến tâm trạng và hành động sau đó nhá. Và câu chuyện của người đàn bà hàng trài. Người đàn bà kiên quyết không bỏ chồng, con lạy quý tòa, quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó.
Đấy. Cái sự van lơn nó như là thể hiện một cái điều gì đấy oái oăm, đúng không? Nó oái oăm, nó phi lý nhưng mà lại đầy nghiệt ngã, đúng không? Đầy nghiệt ngã. Bởi vì với chị, với người đàn bà hàng chài này thì người chồng như thế nào? Người chồng là chỗ dựa quan trọng trong cuộc đời, nhất là khi biển động, đúng không? Cái thứ hai là chị không thể một mình nuôi những đứa con, mà con thì đông, đúng không? Con thì đông. Và cái thứ ba là cũng có lúc vợ chồng con cái hòa thuận vui vẻ, thì có phải cuộc sống nó nhiều màu sắc mà, đúng không? Có phải cuộc sống lúc nào người đàn ông này cũng lên cơn đánh vợ đâu, đúng không? Đấy, không phải lúc nào cũng như thế. Mà theo chị lý giải thì cũng có lúc vợ chồng con cái hòa thuận và hạnh phúc, và người đàn bà đã cố nhìn vào cái giây phút mà đôi khi vợ chồng con cái hạnh phúc để cố gắng chịu đựng nhẫn nhục những cái giây phút mà người chồng đánh vợ, đánh mình, đúng không? Đấy. Và chúng ta thấy là Tránh Án Đẩu, Phùng và Thằng Phát đều gì, đều lên án phê phán người đàn ông Vũ Phu, đúng không? Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì họ cho rằng là người đàn ông Vũ Phu này, người chồng Vũ Phu này là thủ phạm gây đau khổ, đúng không? Cho nên là phải lên án, phải đấu tranh, đúng không? Phải lên án, phải đấu tranh. Đấy. Thế còn người đàn bà hàng chài thì lại có một cái quan điểm như thế nào? Có một quan điểm như thế nào? Đó là một cái người chồng là sao ạ? Ánh mắt người đàn bà hàng chài này nhìn người chồng vừa là tội nhân nhưng đồng thời cũng là nạn nhân, đúng không? Đấy, mà người vợ này phát hiện ra cái phần nạn nhân nhiều hơn, đúng không? Người chồng là nạn nhân của hoàn cảnh. Đó là hoàn cảnh gì? Đó là hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu, phải không? Đấy, người chồng là nạn nhân của hoàn cảnh, đúng không? Là nạn nhân của hoàn cảnh. Và như vậy thì người chồng này nên nhận được cái sự cảm thông, và đáng cảm thông, đáng nhận được sự chia sẻ, đúng không? Bởi vì người vợ này quan niệm làm sao? Là không phải lúc nào cũng đánh nhau, cũng chửi nhau, đúng không? Đấy, thỉnh thoảng gia đình chị cũng, vợ chồng con cái cũng rất là hạnh phúc. Vậy thì dưới quan niệm và con mắt của người vợ thì người chồng là nạn nhân của hoàn cảnh. Chính vì vậy cho nên là đáng nhận được sự cảm thông và chia sẻ, đúng không? Nếu như nhìn sâu sắc thì người chồng này vừa là tội nhân nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của hoàn cảnh. Bởi vì không ai muốn như thế, đúng không? Đã là con người thì ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn yêu chiều nhau, ai cũng muốn bình dị đời thường. Chỉ vì hoàn cảnh cho nên con người ta thay đổi, đúng không? Con người ta thay đổi, còn bản chất thì không không như vậy, được chưa? Người đàn ông ấy vốn là một anh con trai cục tính nhưng hiền lắm, không bao giờ đánh đập vợ. Nhưng mà đấy là trước đây, đúng không? À, cục tính nhưng mà hiền. Và đôi khi những người hiền thì thường cục tính, có đúng không ạ? Đấy. Và trước đây thì anh không bao giờ như thế. Đấy. Và cũng là do chị sinh con nhiều quá, đẻ nhiều quá. Và thường thường thì đàn bà ở cái làng chài đó ai cũng nhiều con, có đúng không? Đấy. Là sinh con nhiều cho nên là cuộc sống nó nghèo khổ, nó lam lũ, đúng không? Và người đàn ông không biết uống rượu, đánh vợ, đúng không ạ? Tất cả nó nảy sinh ra những cái điểm đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ thử đặt ra một số những câu hỏi và đi tìm hiểu trả lời những cái câu hỏi này, chúng ta sẽ phát hiện ra những cái điều thú vị. Tại sao người đàn bà lại đề nghị chồng lên bờ hãy đánh? Đầu tiên thì chồng đánh vợ ở dưới thuyền, nhưng về sau là vợ xin với chồng là thôi, mình mà có đánh em ấy thì mình đưa em lên bờ mình đánh, đúng không? Đừng đánh ở ở trên thuyền. Tại sao người đàn bà vái con rồi khóc, đúng không? Tại sao người đàn bà lại thay đổi cách xưng hô với Đẩu và với Phùng? Thì ở đây chúng ta thấy người đàn bà đề nghị chồng lên bờ hãy đánh bởi vì sợ tổn thương đến tâm hồn con trẻ. Như vậy là một người vợ làm sao ạ?
trọn vẹn, đúng không? Biết giữ gìn cho các con, vì tâm hồn của chúng còn rất còn non dại và chị không muốn ảnh hưởng đến tâm hồn chúng. Đấy. Tại sao người đàn bà vái con rồi khóc? Chị cảm thấy đau đớn, lo sợ khi thường xuyên chứng kiến cảnh cha con coi nhau như kẻ thù, xấu hổ nhục nhã vì thấy người khác thương hại mình, đúng không? Và trong cuộc sống, trong cuộc đời này, sợ nhất là con người ta bị thương hại. Thương thôi thì không sao, nhưng mà thương hại thì người ta cảm thấy bị tổn thương, phải không các em? Yeah. Tại sao người đàn bà lại thay đổi cách xưng hô? Bởi vì sao? Cảm nhận tấm lòng tốt của họ, chị tâm sự về cuộc đời của mình. Đầu tiên thì người đàn bà này gọi Đẩu với Phùng là quý tòa và xưng con, nhưng về sau là xưng chị. Chị nói thật với các chú, chị chia sẻ với các chú. Lúc này thì người đàn bà này đã coi Tranh Án Đẩu và nghệ sĩ Phùng như là những người thân, cảm thấy tin tưởng được, và chị đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, đúng không? Và chú thấy là hình ảnh người đàn bà đối với chồng thì vị tha, đúng không? Đấy. Và đối với con thì giàu đức hy sinh, đúng không? Đấy. Đối với Phùng thì sâu sắc trải đời, đúng không? Đấy. Ở vẻ bề ngoài, tâm hồn bên trong nó có một cái sự mâu thuẫn. Vẻ bề ngoài của người đàn bà hàng chài đó là vừa xấu vừa thô kệch, mặt thì rỗ, đúng không? Đấy. Nhưng mà tâm hồn bên trong thì làm sao? Vị tha, giàu đức hy sinh, đúng không? Một người đàn bà lam lũ, rách rưới, đúng không? Đấy. Nhưng mà biết chất chiêu, biết gom góp cái hạnh phúc của đời mình, đúng không? Một người đàn bà cam chịu, đáng thương, đấy, nhưng mà lại tỏ ra sâu sắc và trải đời. Và chính cái sự trải đời sâu sắc này đã tác động đến cái suy nghĩ của Tranh Án Đẩu. Cái điều này thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu, đúng không? Đấy. Thái độ của Tranh Án Đẩu, thái độ giận dữ khi nói về người đàn ông vũ phu, đúng không? Giận dữ. Đấy. Và rất ngạc nhiên khi nghe người đàn bà nhất quyết không chịu bỏ chồng. Và chúng ta chú ý cái trường đoạn trong đầu vị bao công, có một cái gì vừa mới vỡ ra khi nghe người đàn bà tâm sự về gia cảnh. Cả luật pháp và lòng tốt đều phải được đặt vào hoàn cảnh cụ thể, không thể áp dụng với mọi đối tượng. Như vậy là với nghệ sĩ, với Tranh Án Đẩu thì Tranh Án Đẩu là con người của tòa án mà, chỉ cho rằng là nếu như chồng vũ phu đánh vợ thì bỏ chồng đi, đúng không? Đơn giản chỉ có thế thôi. Nhưng mà sau khi nghe cái câu chuyện cuộc đời của người đàn bà hàng chài thì trong đầu của Đẩu như vỡ ra một cái điều gì đó. Và chắc chắn cái điều mà Tranh Án Đẩu vỡ ra chính là anh nhận thức về cuộc sống. Không phải hoàn cảnh nào cũng giống như hoàn cảnh nào, đúng không? Như vậy ở đây rút ra điều gì? Phải có cái nhìn đa diện, đa chiều về cuộc sống. Không thể nhìn người, nhìn đời một phía, không thể nhìn vào hiện tượng để đánh giá cái bản chất bên trong, đúng không? Đấy. Chúng ta sang phần 3, đó là tấm ảnh được chọn. Cái tấm ảnh được chọn, tấm ảnh được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Đó là một tấm ảnh đẹp, có giá trị nghệ thuật cao, đúng không? Đấy. Cái màu hồng hồng của ánh dương, đúng không? Người đàn bà nghèo khổ bước ra khỏi bức tranh, đó cũng chính là biểu tượng của nghệ thuật, hiện thân của cuộc đời thực, đúng không? Nghệ thuật chân chính không thể tách rời cuộc sống, đó chính là cái tuyên ngôn của Nguyễn Minh Châu, cái quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu về con người và cuộc sống, đúng không? Đấy. Chúng ta sang phần thứ tư là nghệ thuật. Ở đây thì chúng ta chú ý cho thầy những cái đặc sắc về nghệ thuật, xây dựng cốt truyện, đúng không? Hấp dẫn, rất là hấp dẫn cái cốt truyện, cái diễn biến rất là hấp dẫn. Cái thứ hai đó là nghệ thuật trần thuật, sinh động, đúng không? Sinh động, lôi cuốn. Cái khắc họa nhân vật sắc sảo và cái ngôn ngữ linh hoạt và sáng tạo, phù hợp đặc điểm tính cách của từng nhân vật. Chúng ta sang phần 3, ba la mã là tổng kết. Về giá trị nội dung, yếu tố nội dung thì chúng ta chú ý từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh.
Chiếc thuyền ngoài xa mang đến một bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người. Một cách nhìn đa diện nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật đằng sau vẻ bề ngoài của hiện tượng. Đúng không? Về đặc sắc nghệ thuật thì chúng ta vừa khắc họa trước đó, nhưng ở đây chúng ta cũng nhận xét thêm, đó là gì ạ? Cách khắc họa nhân vật, xây dựng cốt truyện sinh động, hấp dẫn. Đúng không? Cách sử dụng ngôn ngữ rất linh hoạt, sáng tạo đã góp phần làm nổi bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm văn học này. Các em thân mến, như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong cái văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Rất nhiều tài liệu và rất nhiều những cái cảm nhận, những cái câu hỏi mà nó phục vụ cho việc tìm hiểu cái văn bản này. Thì thầy đề nghị các em mà chúng ta đọc thêm. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta đọc thật kỹ cái tác phẩm để nhớ được những cái đoạn dẫn chứng hay. Chúc các em học bài và ôn bài một cách hiệu quả. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.